Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình một cái nền 5m15 nhân cho 15m thì 75m pháp lý là thổ cư, thì đây là thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thì từ mấy huyện Phong Điền này sẽ chạy vô với cái vị trí nền cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo cái đường đi và chỉ cái vị trí nền. Thì nền này chủ cũng đang cần bán gấp, thành ra quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì mình coi cái đường đi thực tế và tới vị trí nền. Thì từ vị trí nền mà về tới trung tâm huyện Phong Điền này thì đâu đó tầm khoảng hơn 1 km, khoảng 1 km, hơn 1 km tí xíu là chúng ta tới. Thì đây là cái cầu Tây Đô, sẽ chạy qua cầu Tây Đô này, chạy qua một đoạn sẽ quẹo qua bên về cái đường vị trí nền. Thì đường trước nền thì cũng là đường đang nâng cấp đô thị, lộ nhựa 5m, xe ô tô 2 chiếc qua mặt thoải mái luôn. Dân sinh sống thì rất đông đúc, cái đi dài vô trong phía trong thì lại có nhiều khu du lịch, nó đang phát triển rất là mạnh, thành ra cũng rất là sung túc cái chỗ cái con đường đó. Và nó đi thẳng về đường tuyến đê bao Nhân Ái nha. Thì đi theo con lộ nhựa này một chút xíu thì sẽ rẽ qua bên kia nhánh trái một tí, thì chạy khoảng mấy trăm mét nữa là tới. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu quan tâm cái nền này thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0396 400040. Mời quý cô chú anh chị em mình đi xem tham quan, rồi nếu khi vừa ý trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Thì nói chung cái nền này thì chủ thương lượng nhẹ nên nên thì quay về hướng hướng đông nam. Đường quê thì xe qua lại cũng rất là nhiều. Thì tới đây chúng ta quẹo trái qua qua cái cống, cái này là cái cầu cống huyện đội đấy. Thì qua cái cầu cống huyện đội này chút xíu thì tới, thì bán kính khoảng 700m là đầy đủ tiện ích. Thì trạm xá, trường học, phường của xã Nhân Nghĩa. Thì quẹo qua đây chút xíu là ngay xã quẹo qua đây chút xíu là tới phường xã trạm xá ha. Đó, rồi vô tới ngã ba cái quẹo phải cái nữa là ta là chạy vô thẳng vô vị trí nền. Đó, đường thì thông thoáng, đường lộ lên nâng cấp lên đường lộ nhựa, nhà sinh sống rất là đông luôn. Một cái nền thổ cư rất đẹp, diện tích bề ngang 5m15 x 15 75m, pháp lý là thổ cư, xin giấy phép các nhà được liền. Thì chỗ nền thì dân sinh sống cũng rất là nhiều, thì điện nước có đầy đủ hết. Đây, quẹo quanh đây thì con đường này chạy thẳng vô thì sẽ có mấy cái làng du lịch ở trong con đường này, đi sâu vô trong du lịch miệt vườn cũng đang nổi bật trong thị trấn Phong Điền. Đường này mới nâng cấp lên đô thị, lộ là 5m, lộ nhựa nha. Trong thôn quê ở rất là yên tĩnh, có thể cái nền này có thể mua bán kinh doanh nhỏ lẻ tại trong vườn cũng rất là ok. Xe đậu thoải mái luôn không. Đây là đang làm đường, khúc này thì đang làm. Một cái nền diện tích bề ngang 5m15 x 75 x 15 thì 75m, thì pháp lý thổ cư. Quay về hướng đông thì giá bán đâu đó tầm khoảng 850 triệu.
chủ có nhu cầu bán với giá là 850 triệu, thì quý cô chú anh chị em nào quan tâm thì đến coi thực tế nha. Cái giá của chủ đưa ra mong muốn bán được như thế trong thời kỳ khó khăn, thì quý cô chú anh chị em mình trong lúc này không mua thì mua lúc lúc này bất động sản đang đóng băng thì bán khó khăn. Quý cô chú anh chị em là có tiền mua lúc này thì rất là ok luôn, còn để một thời gian sau nữa nó sẽ phát triển lên lại thì giá nó đã đẩy lên cao lại nha. Thì tới đoạn này là cũng chuẩn bị tới nền này, nền thì xây cuốn lên bó lên vuông dứt hết, nền cũng rất là vuông dứt nha, có đi đường cống thoát nước đầy đủ hết trơn sẵn cho quý cô chú anh chị em mình về, chủ yếu các nhà là ở liền đó. Đây thì tới vị trí nền thì đây là con đường chạy thẳng vô trỏng, còn mấy khu du lịch đồ trỏng xe tải bự đậu đằng đó luôn đó. Thì nhà cửa cũng lên rất là nhiều đó. Nền thì từ cái vị trí đây nó đi quanh đây là 5m15, tới đây 5m15 chạy thẳng vô trong, đi dài vô trong xây cuốn lên trần ha, vuông dứt luôn, rất là vuông dứt đó. Ở trong rất là vuông dứt thì chạy vô 15 thì 75m, pháp lý là thổ cư, thì chủ đang có nhu cầu bán với giá là 850 triệu. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu quan tâm thì đến coi thực tế cái nền, khi vừa ý thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng mua bán. Cái nền đã xây cuốn bó ra ganh góc rất là rõ ràng, quay về hướng này thì hướng đông nha. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Thì số điện thoại 0396400040 sẽ dẫn quý cô chú anh chị em đi coi, khi vừa ý thì trực tiếp mình gặp chủ mình thương lượng mua bán. Đó, nhà cửa dài vô trong cũng rất là nhiều.